đến người khác. Rồi đến mùa, trong mùa chay này, chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc bác ái sẻ chia, là sống tinh thần mùa chay. Đó là biết nghĩ đến người nghèo. Ta bớt ăn, bớt tiêu xài trong mùa chay, có phải là để sắm nhà, sắm cửa không? Có phải là để dành rồi mai gửi ngân hàng không? Thưa không ạ. Có một cái ngân hàng mà nơi đó Chúa nói rằng mối mọt nó không có đục được, két sắt ở dưới nó khênh được. Nhưng mà cái kho tàng mà nơi mối mọt han rỉ không làm hư được, kho tàng đó ở đâu? Kho tàng đó ở đâu? Trên trời. Kho tàng đó ở trên trời. Và chúng ta gửi về ngân hàng đó chắc ăn nhất. Còn gửi trần gian này, nay nó xuống giá, mai nó mất giá, hôm nọ hí ha hí hưởng chờ cho vàng đô la nó lên, không chịu đổi, cứ tưởng nó lên mãi, bìa đùng cái nó xuống, bìa ngồi ôm vàng ôm đô la, cha ơi cầu nguyện cho nó lên, mà mày lên cái gì mà lên. Đời sống đạo đức không lên mà chỉ cho lo cho vàng với đô la nó lên thì chỉ có chết thôi. Cho nên Chúa nói với ta là hãy gửi vào cái kho tàng nơi mối mọt han rỉ không mất được. Vì của cải anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Nếu ta gửi lên nước trời thì lòng ta hướng về trời. Cho nên không có những cái gì làm ta phải băn khoăn, lo lắng. Dĩ nhiên mình phải nghĩ đến chuyện ăn uống mặc, chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng mà nó không phải chỉ có cái đó, nó còn một thứ giá trị cao hơn nữa, mà chính giá trị đó kêu mời anh chị em đến đây. Và khi anh chị em sống được tinh thần bác ái như vậy, tôi thấy nó vui lắm. Vui vì sao? Vui vì biết được rằng là có nhiều tấm lòng mở ra chia sẻ, và có nhiều tấm lòng họ đón nhận. Như thứ bảy cuối tháng vừa rồi, chúng tôi đi xuống Lán Chanh để dâng thánh lễ và loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng như là khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc, rồi tặng 1.000 phần quà cho những anh chị em ở dưới Lán Chanh, vùng Lâm Đồng. Từ Bảo Lộc đi vào khoảng 100 cây số, đường cũng khá xấu. Những người dân tộc họ ở trong khoảng cách là 20 cho đến 30 cây số. Có linh mục không thể vào trong để làm lễ được, vì lý do người ta không cho phép. Nó không cho. Cho nên người ta phải đi bộ ra nhà thờ để dự thánh lễ khoảng 20 cho đến 30 cây số. Và hôm đó thì chúng tôi tập trung 8 giờ dâng lễ và 10 giờ rưỡi thì phát quà cho đến 3 giờ chiều. Thì khi mà phát rồi, mỗi người một bịch to, bịch quần áo, 10 ký gạo, rồi mì, rồi ảnh, rồi chằng chuỗi, rồi muối. Thì có một em sau khi phát rồi, nó ra phía bên cạnh nhà thờ, nó ngồi, nó thở dốc. Nó sao con không vác về đi, 3 giờ chiều có mưa. Nó con không đi nổi nữa. Bảo sao con không đi được, là nhà con xa lắm. Con đi từ 5 giờ mà cho đến 8 giờ, 3 tiếng đồng hồ con mới ra được đến đây, con đi lễ. Mọi lần đi lễ về thì chỉ được một gói mì thôi, ăn cho nó đỡ đói. Mà chưa về đến nhà thì trên đường đi về thì họ đã sơi hết cái gói mì đó rồi, đói quá. Lần này thì họ được tới 10 ký gạo rồi quần áo thế này khác. Cho nên con bé nó ngồi nó xuống lệ đường, nó thở dốc. Bảo con không đi được nữa. Bảo bây giờ làm sao bây giờ? Bảo con, nhà con đi bộ là 3 tiếng, là phải gần 30 cây số. Bây giờ nếu mà có cái xe đạp thì con đạp xe con về thôi. Nói bây giờ con có biết đâu có xe đạp không? Nói ở ngoài đầu ngõ có chỗ bán xe. Thì chúng tôi mới nói vậy thì bây giờ cha đưa cho con 500 ngàn. Con ra đó con mua cái xe đạp, con đạp về. Con bé nó cầm 500 ngàn, nó nói là con mơ ước cái xe đạp cũ, xe đạp cũ nhỉ. Con mơ ước xe đạp cũ lâu rồi. Con có hỏi giá thì người ta nói chỉ có 300 ngàn xe đạp cũ thôi. Bây giờ cha đưa con 500 thì con lấy 300, con gửi lại cha 200. Anh chị em thấy, gặp mình lấy mấy trăm. Gặp mình bảo sao, sợ chưa đủ. Xe tới 1 triệu cơ, đúng không?
Đúng không? Con bé này không, con hỏi người ta nói là có 300 thôi, con lấy 300. Chúng tôi nói thôi, để con cứ cầm hết 500 đi. Nếu mà cái xe nó 300, còn lại 200 thì con mua thêm gạo ra chợ, mua thêm nước mắm về cho gia đình của con. Nghèo lắm thưa anh chị em. Con bé nó cảm ơn quá sức, nó mừng. Vác bào chạy rất nhanh ra mới lên cái xe. Và tôi thấy được cái tấm lòng của một đứa nó thật thà. Đâu phải chỉ bên Nhật mới có những em nó thật thà như tôi nói lần trước. Nhưng mà Việt Nam mình cũng còn rất nhiều những tâm hồn rất dễ thương. Và mỗi em tôi phát một trái bóng to, đẹp lắm. Thì nói rằng mỗi em nhận một trái thôi. Tôi đến những cái nơi khác, những nơi mà không phải là người dân tộc, thì họ dành nhau có bà tới 2-3 trái. Bà lấy nhiều thế, cho em còn trái, cho cháu còn trái. Bảo không, cho các em thiếu nhi mỗi người một trái thôi, chứ người lớn không có. Dành chạy. Nhưng mà các em dân tộc nó cầm một trái rồi, đưa thêm trái nữa, lấy không? Không lấy. Không lấy là không. Cha nói mỗi người một trái, con lấy một trái là đủ rồi. Thích không? Thích. Thích lắm. Nhưng mà không lấy, vì cha dặn là mỗi người một trái là con chỉ cầm một trái, đưa nữa nhất định không lấy. Chúng ta thấy những người dân tộc nó nghèo, nhưng mà cái tấm lòng của nó, của họ đó, mình phải cúi đầu bái phục, phải không? Thành phố mình thì nó quen bon chen này, cho nên lúc nào cũng cảm thấy là không bao giờ đủ, phải không? Nhà 2 tấm thì muốn 3 tấm, xe số thì muốn xe tay ga xong rồi muốn lên 4 bánh. cứ như thế. Vì vậy mà mỗi tháng chúng tôi đi công tác như vậy, tôi thấy vui lắm. Rồi đến cái nhà thờ mà bây giờ chúng tôi còn đang nợ họ, là nhà thờ họ muốn xây cái nhà thờ đó nó cũ. Chuyện nhà thờ chúng tôi không có nghĩ đến. Nhưng mà cái điều quan trọng là đường vào cái nhà thờ nó gồ ghề, nó lởm chởm, nên nó không có đi vào trong nhà thờ được. 3 cây số họ đi vất vả. Thì chúng tôi nói với cha xứ rằng cha làm đi, rồi chúng con sẽ vận động bà con trong mùa chay này giúp cho họ làm được cái con đường để họ đến nhà thờ. Sang cái nhà thờ khác, nhà thờ nước trong, nó còn thê thảm hơn. Nó không phải là cái đường nhưng mà là cái cầu. Mà cái cầu nó thì nó lão lắm rồi, cho nên nó long rồi, nó lở rồi thì nó vẹo. Có những ông già bà cả mà đi vào trong nhà thờ, đi ngang qua cầu bị té xuống 3 mét từ trên cao rớt xuống nước. Rồi cha xứ đi ngang qua cũng bị rớt xuống nước. Hôm đi sức dầu vội quá, cha xứ cũng lóp ngóp bỏ lên. Nói thưa cha làm cho họ đi, cha vận động xin phép đi, rồi chúng con sẽ vận động anh chị em lòng các lòng thương xót các nơi giúp cho cha làm cây cầu ấy. Rồi một ông cha 75 tuổi ở dưới Sóc Trăng, được Đức Giám Mục đáng nhẽ về hưu rồi, cử đi dưới giáo điểm truyền giáo Khmer. Đến giáo điểm truyền giáo đó, thưa anh chị em, những người Khmer không biết chữ mà lại muốn theo đạo, mà nhà thì cũng 20-30 cây số, mỗi năm là phải gom họ lại, dạy đạo, dạy chữ, cho họ ăn ở 6 tháng, nuôi 80 người. 80 người đó ăn ở xong, rửa tội cho họ, rồi cho họ về làng. Mà một năm từ 60 cho đến 80 người học đạo để rửa tội, khoảng 60 triệu cho một lớp học như vậy. Mỗi người là 1 triệu, 60 người là 6 triệu, ăn ở 3 tháng. Mà 60 triệu mà rửa tội được 60 linh hồn, 60 người được cứu, rẻ hay mắc? Rẻ hay mắc? Quá rẻ. Chúa nói rằng lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, tức là một linh hồn bị mất đi thì ích lợi gì? Cho nên một linh hồn được cứu giá trị bằng cả của cải thế gian này. Và Chúa nói rằng tất cả những cái gì mà của cải thế gian này không so sánh được với phần rỗi linh hồn. Cho nên chị em mình cầu nguyện để trong mùa chay này có nhiều bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy. Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng Chúa chữa lành cho người bị bại liệt bao nhiêu năm? 38 năm. 38 năm người đó nằm trên bờ hồ mà không hề có ai giúp người đó xuống hồ để được chữa lành. Ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân họ. Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót nhìn thấy người đó và nói: anh hãy trỗi dậy mà về. Ngay lập tức người ấy được chữa lành.
ta thấy chỉ có Chúa mới nghĩ đến người đau khổ, người bệnh ấy, và Chúa giàu lòng thương xót lại đầy quyền năng để cứu chữa con người ấy. Những người Do Thái bắt đầu lẩm bẩm trách Chúa. Thay vì họ phải ca ngợi quyền năng lòng thương xót của Chúa, thay vì họ phải cảm ơn Chúa, thì họ lại trách Chúa vì Chúa làm cái việc ấy trong ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát tức là ngày Chúa Nhật, ngày nghỉ, ngày kiêng việc xác. Kiêng việc xác là kiêng những công việc ta làm kiếm tiền, chứ có phải kiêng việc làm bác ái không? Ngày Chúa Nhật kiêng việc xác, anh chị em có phải đi, có được đi thăm người bệnh không? Có được cho người đói ăn không? Có được cho người khát uống không? Có được đi thăm người tù đầy không? Có được đưa xác kẻ chết không? Đó là những việc nên làm và phải làm để tôn vinh Chúa. Vì ngày Chúa Nhật là ngày dành cho Chúa, cũng có nghĩa là ngày dành cho nhau, chứ không phải ngày dành để kiếm tiền hay là ngày nó ngồi chơi xơi nước. Và Chúa đứng nhiều lòng thương xót thể hiện cái tình yêu thương ấy. Rất tiếc những người Do Thái, những người có chức có quyền thì lại không nhận ra lòng thương xót để mà kêu trách Chúa. Giờ đây chúng ta gặp gỡ người chị em ấy, lên đây để chia sẻ với chúng ta. Một tràng pháo tay để đón chào người chị em ấy.